Hello, welcome back to another episode of the Transform Blue Club. Trời ơi, nhân 5 với cộng 5 thì cũng thế à. Tiếp tục là cho Aquabattle. Ủa?
ơi, bay đi tận xứ sở nào vậy? Rồi, và bây giờ sẽ là chọn 24. Chúng ta sẽ chuyển sang game tiếp theo, đó là trò 20 chiếc cây bơ giờ.
Nhìn mấy con sao này nó nhớ quá. Oh my gosh. Okay, guys, remember the vibe. Đợi và tiếp tục lo chờ. Một năm sau, Kester okay, Vivo Mato. Tiếp tục thì sẽ là cho câu in bồn. Ơi, lạnh không? Ôi, thật yêu hơn. Ừ,
rồi. Okay guys, remember the vibe. Rồi, để cậu tiếp tục. Rồi, chạy nhanh vô leo này. Rồi, tiếp tục. Ôi, chết rồi. Oh my god. Không. Tao và tiếp tục sẽ là cho Cavallon. Sao không sang bên ít thì được.
Rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ chuyển sang trò thao ma tơ nha.
đây tôi sẽ là sắp quay sắp vợ. Bây giờ sẽ là cho Minion rớt này. Ha ha ha!
là cho Mario Kart. Sonic
tiếp tục sẽ là trò Running Bad. Ôi chết thôi. Trời ơi, rời luôn, không có cũng buồn. Rồi và bây giờ thì sẽ là trò Blend with Tommy. Thank you.
Player one, choose. Headshot. Finish him. KO. Tiếp tục là cho Roblox.